Chiều ngày 16 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Ngọc Trinh, tức người mẫu Ngọc Trinh, để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng, đồng thời khám xét chỗ ở của nữ hoàng nội y. Tại đây, cơ quan điều tra đã thu giữ các tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của Ngọc Trinh. Trước khi bị bắt tạm giam, Ngọc Trinh sống ở căn biệt thự khu nhà giàu thuộc quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Căn biệt thự rộng hơn 800m², trị giá 50 tỷ đồng. Được biết, giá trị ban đầu của căn biệt thự này là 25 tỷ. Tuy nhiên, Ngọc Trinh đã đầu tư thêm nội thất nhập từ nước ngoài về nên đã ngốn hơn 1 triệu USD. Chính vì thế, ước tính tổng giá trị của biệt thự này của nữ hoàng nội y có giá gần 50 tỷ đồng. Trước đó, tập trung triển khai các hoạt động điều tra và phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan để xác minh. Kết quả điều tra đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh xác định, mặc dù Trần Thị Ngọc Trinh sinh năm 1989, nơi thường trú, phường Tân Hưng, quận 7, chỗ ở hiện nay, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, không có giấy phép lái xe mô tô hạng A2, nhưng ngày 6 tháng 10, 2023, Ngọc Trinh đã cùng với Trần Xuân Đông, sinh năm 1987, nơi thường trú, phường 3, quận 4, chỗ ở hiện nay, phường Bình Thuận, quận 7, tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, biển kiểm soát 59A3-115.88, lưu thông, biểu diễn trên đoạn đường D15, khu công nghệ cao, thuộc phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức, với các động tác lái xe nguy hiểm, tư thế phản cảm, không mặc đồ bảo hộ, nằm, quỳ gối trên yên xe, quay video, biên tập lại rồi đăng tải lên mạng xã hội. Đáng chú ý, tài khoản TikTok Ngọc Trinh hiện có 6,8 triệu người theo dõi, đã nhận tổng cộng hơn 163,3 triệu lượt thích cho tất cả các video. Trước đó, qua xác minh vào đầu tháng 9 2023, Trần Xuân Đông cũng đã cùng với Trần Thị Ngọc Trinh tổ chức tụ tập điều khiển xe mô tô hiệu Ninja lưu thông trên đoạn đường Trần Bạch Đằng thuộc khu đô thị Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức, thực hiện các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm như đứng hai chân một bên xe, thả hai tay để xe tự chạy, ngồi một bên yên xe để tự chạy, quay video biên tập lại rồi đăng lên mạng xã hội. Ngọc Trinh đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào nhiều ngày của tháng 9 và tháng 10 2023. Tính đến 10 giờ ngày 12 tháng 10, các video này đã nhận được 478.000 lượt thích, 4.881 lượt bình luận, 9.848 lượt lưu video, 5.787 lượt chia sẻ. Sau đó, các video phản cảm của Ngọc Trinh đã lan truyền trên không gian mạng với hơn 240 bài post trên Facebook, hơn 650 bài viết trên website, hơn 3.000 video liên quan trên YouTube. Xét thấy hành vi trên đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương, Ủy ban Nhân dân phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức và Ban An toàn giao thông phường Tăng Nhân Phú B, thành phố Thủ Đức đã có văn bản đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Hồ Chí Minh xem xét, xử lý Trần Thị Ngọc Trinh theo đúng quy định của pháp luật.